Cắn ra con, cắn ra. À trời trời trời. Ôi trời, hút lên ông ta, giỏi ta. Ui chào em, bữa nay từ đâu biết cầm rồi cô chú ơi. Cầm cầm cái chừng 3-4 lần là quen rồi. Ui chặt rồi cái mỏ à. Mỏ hút mì kìa. Dài quá thì cắn ra con. Rồi cái mỏ à. Mỏ mét mốt cũng thuận lợi lắm cô chú nha. Mì rồi, cái mì dài là hút có lý lắm á. Làm được. Wow. Chê mới ngủ dậy đó cô chú. Con ngồi ăn nè. Con ngồi ăn cái tướng cũng giống bánh te nữa. Bởi vậy giống y như cô chú nói mẹ vậy đó chay. Qua tới Mỹ nào mà cũng chưa sang nổi nè. Chay để ở Mỹ mà chay cũng không sang luôn là sao kỳ vậy chay. Hả? Chay con ngồi xuống ăn đi con. Chay con ngồi xuống ăn đi con. Hả? Chay ngồi xuống ăn đàng hoàng. Ủa là sao ta? Tự nhiên bữa nay chay ngồi kiểu này chay mới làm cho mẹ suy nghĩ nè. Thường mình ngồi dưới quê ha, ngồi ăn dưới quê cho mình ngồi chầm hởm. Hoặc là mùa nước lụt, nước lũ giờ mình ngồi kiểu đó mình ăn. Còn này ngồi trên ghế cao. Mà ở Mỹ nữa đâu có phải dưới quê đâu mà sao ngồi giống mẹ với chay à. Hả? Ở đâu cũng vậy chay ha. Đúng không chay? Trời ơi, chịu đời nổi với bà không? Ăn đi con. Y chang mẹ, nó chay ăn. Ôi trời 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 đó. Cô chú không biết chứ cái tướng này ngồi ăn cái kiểu này là nó thoải mái dữ lắm luôn. Giỏi quá. Ngon con. Ngon con. Ăn mì không vậy thôi nha, chứ mà đổ nước vô là không ăn. Ngộ vậy đó chứ. Hoặc là cái mì xào á, đổ cái đồ xào, đồ xào đồ lên vô cho nó có vị có đồ nó cũng không ăn. Ưng ăn vậy đó. Ngồi cái tướng quý sợ tộc vậy sao không cô chú? Ủa mà lạ ha, Ngọc ngồi ăn, Ngọc cũng ngồi. Nếu mà không có quay video thì Ngọc cũng ngồi ăn bình thường. Mà sao chay ngồi ăn? Không hiểu nổi luôn. Ngồi xuống đi con. Ngồi xuống đi. Coi cầm cái đũa chuyên nghiệp chưa. Trời ơi, hôm nay con người ta đúng. Đúng là gái bánh tay. Em muốn ra muỗng ta. Ồ muốn có muỗng hả? Dạ. Này mệt quá rồi hả? Con ngồi xuống đàng hoàng đi rồi mới lấy muỗng. Ngồi xuống đi. Đúng rồi. Dễ mà. Đây muỗng khác đây. Con cảm ơn mẹ chưa? Muốn gì? Muốn ăn trứng hả? Hả? Dạ. À, trời đất ơi. Ăn thêm miếng mì đi rồi mày làm trứng. Ăn thêm miếng mì đi rồi mày làm chiến. Không ăn hả? À, vậy mà nó cũng ngồi gác cái chân nó lên nữa thấy chưa? Vô đời nổi không? Đó, trứng cho chay nè. Đấy cho cô chú. Một ngày á hả là làm cho nó hả không biết bao nhiêu món. Làm sao? Nóng hả? Nóng thổi. Rồi hết nóng rồi. Con này nó xạo. Nó xạo là nhiều à. Nó nóng đâu nó luôn.
Rồi mẹ thổi rồi, mẹ thổi. Rồi, cảm ơn mẹ. Thể có lần có chân đổ. Đó, ăn đi. Thổi. Thổi, tự thổi đi. Người ta đã làm chứ còn bắt người ta thổi nữa. Rồi. Chay, bữa nay mẹ đi chợ mẹ mua đồ về mẹ làm sinh tố cho chay uống nha. Tại sao không? Uống nước hả? Không, mẹ đi mua sầu riêng về với mẹ mua bơ về. Tại vì chay bơ, sinh tố bơ không, chay không uống, phải có sầu riêng vô chay mới uống. Nên là mẹ phải đi mua sầu riêng để về làm sinh tố bơ sầu riêng. Uống bơ vô nó tốt, nhuận trường. Tốt nữa, bơ là không có gì mà tốt bằng bơ hết đó. Cô chú ở nhà ai mà ăn bơ được, ráng mỗi người ăn một cái bơ nha cô chú nha. Nó không có mập đâu. Bơ, cái mỡ của bơ tốt. Thổi đi. Sao hành hạ người ta quá à. Ok. Giỏi quá. Đó, vậy xong cái chút nữa dụ cho ăn chuối, ăn lê. Đó, thì thường thường á cái chay mà ăn giờ này xong rồi cái Ngọc làm video, tới giờ Ngọc làm video rồi đó mọi người. Cái chay nó no rồi đó, xin lên video chay đâu ăn đâu. Cái cô mấy cô chú không biết, tưởng không cho chay ăn. Trời ơi, có mặt bắt rồi. Nhưng mà giờ chay ăn là cái giờ riêng. Chứ mà mình lên mình làm video á, mình mắc ăn, mình làm video, mình mắc nói chuyện khán giả, mình đâu cho nó ăn được. Nên là mình phải làm một á là sau giờ ăn. Trong bữa ăn thì hiếm khi mà chay nó muốn ăn, đòi ăn lắm. Hoặc là lúc nào cũng phải cho nó ăn trước bữa ăn. Đó, nên là nhiều lúc cô chú không biết, cô chú nói với mẹ lên, mẹ với ba lo ăn không, không cho chay ăn. Nè, trời ơi, chứ nó ăn còn quan trọng hơn mình ăn nữa. Mình khỏi ăn cũng được, nhường hết cho nó ăn cũng được. Có một cái đùi gà nó ăn hết, cái đùi gà mình gặm cái xương cũng được. Đúng không? Có phải đó là những tư tưởng của những người mẹ không? Những người mẹ, khoan, mở ngoặt ra, thương con. Như vậy mới đúng. Phải những người mẹ mở ngoặt thương con. Ngồi xuống đi con. Đó, coi giờ đứng nè. Gì thổi hoài vậy, nãy giờ vậy mà còn thổi nữa. Xạo sự vừa á thải. Nhìn em bước đi xa dần, anh bình minh sẽ không còn nơi đây. Bước đi xa nơi này. Ba đi làm gần về rồi đó chay. Ba đi làm từ sáng giờ đó. Để ba về xong rồi ba giữ con cái mẹ đi chợ ha. Đi chợ mua đồ gì về làm ăn chiều ha. Ba ở nhà ba chơi với con. Ngồi xuống đây, ngồi xuống, xích đu, xích đu. Xích đu. Hồi nãy muốn ăn là tự động đòi nha. Mẹ ơi, con muốn ăn. À, con muốn ăn thì ra đây mẹ làm cho ăn. Rồi gì nữa không? Ngọc không có thích mà đút cho chay ăn nhiều. Tại vì hả, lớn rồi. Quả gì những cái hình ảnh mà thật sự luôn. Những hình ảnh của gì vậy? Những hình ảnh của những đứa bé mà cỡ khoảng 5-6 tuổi rồi đó. Cái này là Ngọc nói theo ý kiến của Ngọc nha. Mà ông bà cha mẹ còn ngồi đút á, Ngọc thật sự là Ngọc không có hoan nghênh. Cái đó là cái cách của Ngọc. Trời ơi, ở bên đây cô chú nhớ không? Cô chú nhớ là Ngọc dẫn cho chay đi nhà trẻ không? Là đứa nào đứa nấy mạnh tự ngồi ăn. Ngồi ăn thấy thương luôn á. Đứa nào đứa nấy tự múc đổ tới đổ lui rồi ấy. Tự bóc từ ấy đồ kia. Đâu có ai mà cô giáo lại đút từng đứa đâu. Nhưng mà Ngọc lại thích như vậy.
Đây là Ngọc Bắc ha, tự mặc quần vô. Giờ tự biết mặc quần rồi, áo thì chưa biết mặc. Nhưng mà Ngọc thích như vậy. Chắc có mỗi người có một cách dạy con khác nhau, nên là mọi người thấy Ngọc không có đút cho chai ăn á, thì mọi người cũng coi đó là chuyện bình thường. Nhưng mà nhiều khi mình cũng phải đút vì sao? Tại vì á, khi mà nó tự ăn một mình á, thì nó ham chơi, nó ăn không có nhiều. Nên là mình lâu lâu mình cũng phải, nếu mà mình muốn cho nó ăn nhiều á, thì mình nên đút. Mà ít ít thôi. Tùy theo cái hứng. Mà con. Con ngồi xuống giùm mẹ cái được không chay? Trứng nè. Trứng có 90 chút cộng mì cũng được vậy chay. Nè ăn nước nè. Rồi đổ vô, rồi uống đi. Thấy chưa, cũng đợi tự à. Nó tự dữ lắm, nó ưa tự lắm. Tự làm không à. Ngày xưa lúc mà chay còn nhỏ, Ngọc cho chay bú xong á, là bỏ xuống liền ngay lập tức, không có ôm ẩm, thả xuống liền, nằm ở trong cái giường cái nôi á. Chứ mà ôm ẩm là nó quen hơi, quen đồ, quen đồi ẩm. Lẹ. Máy bay đang chờ nè. Bùm 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 bùm. Lẹ con, còn cái này đó thôi, xong rồi lẹ lên. Rồi là mày lấy vua ăn, lẹ lên. Ăn vua không? You want some yogurt? You want some whipped cream and apple? Con muốn ăn whipped cream với apple không? Dạ mà không. Gì? Dạ không hả? Không mà không có cái mâm rồi. Rồi vậy ăn miếng này đi, ăn miếng này cho mẹ đi. Có cái cọng mì không mà nó cũng bở ra nữa, gỡ ra nữa. Rồi bây giờ có ăn whipped cream với apple không? Nói. Anh bình minh sẽ không còn. Ngồi xuống chay, coi nó kìa. Chay, ngồi xuống chay. Ngồi xuống đi, rồi mày để iPad gần gần lại, ngồi xuống. Không máy tắt nha. Không tắt, ngồi xuống đàng hoàng. Rồi, đó. Có được không? Nó làm nè cô chú nè, con nó làm bể cái màn hình iPad này nè, thấy chưa? Nó làm bể màn hình iPad rồi đó. Rồi mẹ làm whipped cream với apple nha. Không. Không ăn hả? Không ăn whipped cream. Không ăn whipped cream mà, con ăn chuối không? Không ăn whipped cream. Chuối. Không ăn chuối. Còn giờ con ăn cái gì? Chuối. Muốn chuối không? Chuối. Con ngồi tướng nè. Muốn ăn gì? Pizza thơ. Hả? Pizza. Muốn gì? Pizza thơ. Tự nhiên muốn ăn pizza thơ là muốn ăn cái gì? Nhận nói mày nghe coi, con muốn ăn gì? Cũng ăn cheese không? Hả? You want some cheese? Chay đâu rồi ta? Chay đâu rồi ta? Để thử mở cửa con chay đi ông ta. Ủa, muốn trốn mà muốn trốn, nhưng mà mày kiếm được rồi, bây giờ đi trốn chỗ khác đi. Cô nhà cô làm xém chút nữa chơi kẹt tay mẹ đó chay. Cô đi trốn chỗ khác đi. Đi trốn chỗ khác đi. Ủa, trốn chỗ gì lạ lùng vậy? Trời ơi. Mẹ, không, đừng có trốn trong đó nữa. Mày biết con trốn trong đó rồi, đừng có trốn trong đó nữa. Mẹ chứ. Gì? À, con muốn mày vô trong mày trốn hả? Dạ. Rồi vậy con biết mẹ rồi, con kiếm gì nữa? Cầm à. Hả? Thôi, để mẹ cầm cho mày quay chay. Mẹ quay chay cho cô chú coi. Gì? À, mẹ đi vô đây trốn hả? Ok. Cầm. À, mẹ vô. Chay kéo dây áo lên, chay kéo dây áo lên. Đúng rồi, trời, biết kêu kéo dây áo lên hiểu đang nói gì luôn. Kéo dây áo lên. Hả? Mấy giày mang vô hả? Mang giày đi đâu? Giờ chay muốn đi đâu đó mẹ nghe coi. Đi đâu? Đi một cái.
Nè nè, vớ nè, vớ nè, vớ nè. Đó, rồi con tự mang vô đi. Không, con tự làm, tự quam, tự quam. Không, mẹ không có làm, tự quam. Không được đâu. Không được đâu hả, con làm không được đâu hả? Con ráng tự quam đi. Không. Mẹ quam con nha. Dạ. Mẹ mang vớ rồi con mang giày nha. Rồi mang giày vô đi. Rồi mang giày vô đi. Đó, đèn kìa, đèn kìa. Không, chân kia, chân kia, chân kia con. Chân này nè, đó, giày này chân này. Rồi, bảy. Bảy, đây nè. Đây nè, đưa đây, đưa chân này. Giày này là chân này, giày này là chân này. Rồi. Không. Không. Đúng rồi. Đúng rồi. Này. Đúng rồi, mang giày cho coi. Mẹ hấp vô con à? Không được, con tự làm đi. Con ráng lên bỏ chân vô tự làm đi. Cái gì? Cũng cũng ở đâu? Cũng ở đâu? Về mẹ đâu? Lấy về cho mẹ coi. Thôi mẹ không mang về đó đâu. Nhu nhu nhu. Thôi để mẹ tự lấy. Mẹ tự lấy đi, mẹ tự lấy. Mẹ mang giày này nè. Mang giày này là khỏi cần cột dây vô con biết không? Phải. Đó, phải gu, thấy không? Muốn đi ra ngoài hả? Dạ. Em mở cửa thử ở ngoài là lạnh không nghe, chứ mày thấy gió dữ lắm à. Lạnh đó trai ơi. Lạnh đó chứ không phải giỡn đâu. Không 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 được, không được, lạnh lắm. Tội nghiệp ghê, muốn đi ra ngoài. Cái áo này là của một cái cô nào đó cho chay đó cô. Con làm đó, con quàm đó. Đây đừng có vẽ nữa dơ. Ui lạnh quá trời ơi. Lạnh quá. Thôi đi vô đi trời ơi. Thôi đi vô. Đi vô, đi vô, đi vô, lạnh quá. Mày đem xe đạp vô cho chay chạy nha. Đinh chiếc xe đạp vô vô nhà cho chay chạy nha. Không, muốn vẽ. Muốn vẽ hả? Muốn xe đạp nha. Mẹ đinh xe đạp vô nhà cho chạy. Đi, đinh xe đạp vô nhà. Mẹ muốn xe đạp. Muốn xe đạp đó luôn hả? Chuẩn bị có một chiếc xe đạp nữa ship về nhà đó chay ơi. Mệt quá. Gì mệt quá? Xạo không mà mẹ làm không mà con mệt. Rồi, lên xe chạy đi. Mẹ phủi. Mẹ đi xí chảo. À, bị xí chổng hả? Hàng chi bữa giờ hỏi là bị xí đốc tiêu. Mẹ ông đi đâu kìa sao? Hả? Không muốn gì? Miệng mũi dính gì vậy? Mũi dính gì nè? Không muốn đi đâu? Mở cửa. Ai mở cửa? Cái áo này nó xúc đi cho con. Để con đi đi, con leo lên xe con chạy đi. Con. Trời ơi con làm đó rồi, con làm cái thảm này con có màu rồi nè chay nè, thấy chưa chay? Khổ ghê. Ba. Không phải ba. À không phải ba hả? À nó tưởng ba nhưng mà cuối cùng phải ba. Thôi để mày giục cái cục này đi chay ơi. Trời ơi. Đó là lý do tại sao mà mẹ chay không có sơn lại nhà đó cô chú. Chứ ba chay là muốn sơn lại nhà dữ lắm rồi. Mà nó ăn được cái vẻ miết trong sơn rồi vừa sơn chị. Đạp đi con, lên đi con. Wow, giỏi quá. Trời ơi, cắn anh nà rồi, cắn anh nà rồi. Cắn em sao rồi. Rồi, rồi, đi đi. Mẹ
nào? Áo mụ đi đâu? Áo nào đâu? Áo gì đó? Áo nào? Mặc áo vô hả? Mẹ mặc áo mẹ vô hả? Mẹ. Nè mẹ mặc áo này. Dạ. Ừ. Mẹ chơi áo ta. Rồi áo chơi đâu? Áo chơi đâu? Áo chơi giá chị. Ủa mà tự nhiên lấy áo làm chi trời? Áo kìa. Áo mặc kìa. Áo mặc kìa. Chơi xe đạp đi chơi. Rồi đạp đi. Rồi mày đẩy cho chơi nha. Mày đẩy cho chơi đi nha. Ok. Ủa con bẻ lái. Con phải bẻ lái. Bẻ lái cho chú gắt. Đó cô chú, giờ ba chay mua cho chay đồ về ăn nữa nè. Nãy giờ thay mấy bộ đồ rồi thấy không? Hồi nãy là 11 rưỡi, giờ là 12 rưỡi. Uống cà phê à? Tao cái đứa nước với cà phê, đọc cà phê. Nước. Ừ, nó mậy mà. Để uống cà phê. Không, là nước con, nước con. Uống cà phê. Nước. Nước. Ừ, ăn french fry. Chị thích ăn phân phải. Yo, you got your chicken nuggets and you got your french fries? Thank you. Rồi mẹ cảm ơn con nha. Rồi cho ăn cái cho mẹ ăn cái nha. Ready? Count to three. Một đi, đếm một hai ba. Count. Count to three. Can you count, JD? Count. One. Count to three. One and two and three. Wow. One, but con and two, con and three. Whoa, you got a pink finger. Whoa, look at daddy. Mm. You want a bite? Yeah, have a bite. Yeah.